Chiều 4 tháng 7 năm 2024, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã luận tội và đề nghị mức án đối với 8 bị cáo là cựu lãnh đạo Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn, trách nhiệm hữu hạn một thành viên, còn gọi là Resco, về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Hành vi của các bị cáo được xác định gây thiệt hại cho nhà nước hơn 45 tỷ đồng. Theo cáo trạng, 8 cựu lãnh đạo Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn đã để xảy ra sai phạm trong việc chuyển nhượng 3 mặt bằng có địa chỉ tại 299/18 Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 11, 682 Hồng Bàng tại phường 1, quận 11 và mặt bằng Bình Đăng có diện tích hơn 4.600m2 tại quốc lộ 50, phường 6, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tín Trung là cựu chủ tịch hội đồng thành viên Resco mức án 6-7 năm tù. Đề nghị tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phước Ngọc là cựu chủ tịch hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Kinh doanh và Quản lý nhà Thành phố Hồ Chí Minh, kiêm cựu tổng giám đốc, chủ tịch hội đồng thành viên Resco mức án từ 5-6 năm tù. Hai bị cáo Trần Công Đức là cựu thành viên hội đồng thành viên Resco và bị cáo Đỗ Văn Phúc cũng là cựu thành viên hội đồng thành viên Resco cùng bị đề nghị mức án 4-5 năm tù. Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo đối với hai bị cáo Võ Hữu Hải, cựu thành viên hội đồng thành viên Resco và bị cáo Hoàng Hải Đăng là cựu phó tổng giám đốc Resco. Đối với hai bị cáo Nguyễn Thị Thúy Hằng, cựu thành viên hội đồng thành viên Resco và Nguyễn Đình Phú, cựu phó tổng giám đốc Resco, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị mức án 2-3 năm tù treo. Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhận định các bị cáo đều là những người có trình độ về quản lý điều hành nên các bị cáo có đầy đủ năng lực để nhận thức được những hành vi nào phù hợp với quy định của pháp luật và những hành vi nào trái với quy định của pháp luật. Khi các bị cáo thực hiện hành vi trái quy định của pháp luật mà gây ra hậu quả thì cá nhân thực hiện hành vi phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Trong suốt quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, xác định tất cả các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội gây thất thoát tài sản nhà nước nhưng chưa có căn cứ xác định bản thân các bị cáo được hưởng lợi ích vật chất. Các bị cáo đều có thái độ khai báo rõ ràng, thành khẩn, tích cực, hợp tác với cơ quan điều tra, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, hình phạt nên tùy vai trò tính chất mức độ. Do đó, Viện Kiểm sát đề nghị mức án phù hợp, nhân văn. Về trách nhiệm dân sự, thất thoát tài sản tại mặt bằng 299/18 Lý Thường Kiệt và mặt bằng 682 Hồng Bàng được xác định là hơn 3,9 tỷ đồng. Đến nay, các bị cáo liên quan đã nộp khắc phục hơn 3,5 tỷ đồng. Từ đó, Viện Kiểm sát cũng đề nghị một số bị cáo nộp số tiền còn lại để khắc phục cho Resco. Riêng với mặt bằng Bình Đăng, tại phiên tòa, đại diện của Công ty Địa ốc 5 đề nghị được nộp lại số tiền thất thoát theo kết quả định giá cho Resco để được tiếp tục nhận mặt bằng thực hiện dự án. Do vậy, Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận đề nghị của Công ty Địa ốc 5 thuộc Công ty Địa ốc 5 nộp số tiền hơn 41,4 tỷ đồng cho Resco. Việc đếm ngược thời gian chờ đèn đỏ tại các ngã ba, ngã tư từ lâu đã là thói quen của nhiều người. Trong lúc gấp gáp, không biết người bồn chồn lo lắng khi dừng xe chờ đèn đỏ ngay giao lộ đèn không có đồng hồ đếm ngược vì họ không biết còn bao lâu nữa mới được đi. Mình nghĩ là có dây đếm như thì mình đâu có sợ mà khi vượt qua đâu. Mình biết được là nó còn bao nhiêu thời gian đèn xanh thì mình sẽ chủ động mình dừng lại hơn. Còn nếu mà mình bỏ cái dây ấy, thì mình không biết được, những khi có một số người ta vội quá người ta vượt qua luôn thì cũng mất an toàn. Không chỉ riêng anh Đăng Khoa, mà nhiều người dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng tỏ ra băn khoăn với việc bỏ đồng hồ đếm giây tại một số giao lộ. Đây là vấn đề nhiều người dân tại Thành phố Hồ Chí Minh quan tâm những ngày qua, khi thành phố bắt đầu thí điểm bỏ đồng hồ đếm giây tại một số trụ đèn giao thông. Chiều 4 tháng 7 năm 2024, tại họp báo định kỳ về tình hình kinh tế xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Kiên Giang là Phó trưởng phòng quản lý khai thác hạ tầng giao thông đường bộ thuộc Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin về việc thí điểm bỏ đồng hồ đếm giây tại các trụ đèn tín hiệu giao thông. Cụ thể, từ năm 2021, Sở Giao thông Vận tải thành phố đã thí điểm bỏ 4 vị trí đèn đếm giây trên các giao lộ gồm Nguyễn Đình Chiểu và Bà Huyện Thanh Quan, Nguyễn Đình Chiểu và Trương Định, Nguyễn Đình Chiểu và Cách mạng Tháng 8 thuộc địa bàn quận 3 và giao lộ Mai Chí Thọ, Tố Hữu ở thành phố Thủ Đức. Thực sự ra bỏ cái này để làm gì? Mục tiêu là hiện nay thành phố có một số cái giao lộ kết nối về hệ thống trung tâm điều khiển tự động ở tại trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị á, thì nếu như chúng ta có cái đèn đếm giây thì khi điều chỉnh các pha đèn ở từng cái thời lượng theo thực tế á, thì nó nhảy sai cái thời lượng so với cái thực tế. Do đó chúng tôi thí điểm 4 cái vị trí này bỏ để chúng tôi có đánh giá, và chứ không phải là vấn đề chúng tôi bỏ đại trà. Cũng theo ông Nguyễn Kiên Giang, một số giao lộ không có đèn đếm giây do cảnh sát giao thông điều chỉnh bằng tay. Khi đó đèn đếm giây sẽ tắt và thường chỉ xảy ra vào giờ cao điểm.
Đại diện Sở Giao thông Vận tải cũng nhận định qua thí điểm việc bỏ đèn đếm giây, Sở nhận thấy có cả ưu và nhược điểm. Cái nhược là nếu chúng ta bỏ thì cái pha đèn xanh á, người ta nhìn quan sát 3 đến 5 giây đèn vàng á, không kịp để phanh dừng. Nếu mà cái pha đèn xanh chúng ta có đèn đếm giây thì nó sẽ thuận lợi nhất. Và nhưng còn ở cái đèn pha đèn đỏ, các anh chị cứ để ý mình đang dừng đèn đỏ ở sau bấm kèn, còn 5 giây cuối là bấm kèn nó hối thúc mình rồi. Họ báo. Đại diện Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết thời gian tới Sở sẽ tiếp tục thí điểm bỏ đếm giây pha đèn đỏ và mở lại đếm giây ở pha đèn xanh. Ngoài ra, Sở Giao thông Vận tải sẽ ghi nhận thêm các quan điểm của các chuyên gia về giao thông, ý kiến người dân tham gia giao thông và tham khảo thêm các quốc gia khác để có điều chỉnh phù hợp. Chuẩn bị là chỗ khác ở cho nó khỏe, hôm nay ở đây ô nhiễm. Bà nội, ba với tới mình, giờ là tới đời con mình luôn, đang còn ở đây chưa được đi đó. Hy vọng là sẽ đi. Vui chứ chị? Vui. Dạ, tại vì thực sự ở đây nó cũng ô nhiễm, nó cũng dơ dãi lắm. Thứ nhất đó là cái xóm này nó cũng phức tạp lắm, nó nằm trong khu này gọi là khu ổ chuột. Cái kênh, ngay cái chỗ này là mà lên Google search nó là kênh nước thối á, nó rất là phức tạp. Thứ hai á là ô nhiễm. Thì giờ mình lên cái đó thì môi trường nó con mình học hành tốt hơn, không có bệnh hoạn. Còn ở đây thì nói chung là chỗ này là nơi không nên sống, khẳng định là vậy. Trước đề án thí điểm giải quyết cho hộ gia đình đang có nhà ven kênh rạch được thuê mua nhà ở xã hội khi nhà nước thực hiện dự án di dời để chỉnh trang đô thị, nhiều người dân sinh sống ven rạch Cầu Bông là một phần của rạch Xuyên Tâm thuộc địa bàn phường 2 quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh hy vọng dự án sớm triển khai. Thì quy định mới mình cảm thấy nó mở rộng hơn về các hình thức mà để cho người dân có thể là mua hoặc là cho thuê nhà ở xã hội, thì nó sẽ phù hợp với điều kiện của nhiều người dân hơn, thì người dân cũng có cơ hội được lựa chọn những cái hình thức phù hợp với mình nhất. Mình nghĩ cái đó thì ai cũng mong muốn là sẽ được ở chuyển sang một nơi mới nó khang trang hiện đại hơn. Tại vì ở đây thì là như các chị đã thấy thì nó thì rác nhiều, ô nhiễm nó từ rất là lâu rồi, với lại thì khi mà trời mưa thì nước nó cũng ngập. Có những hôm mà mưa lớn thì nước nó sẽ tràn vào nhà, cho nên là mình nghĩ ai là cũng mong muốn có được một cái ngôi nhà nó khang trang, hiện đại hơn. Quanh những căn nhà lụp xụp, bao quanh đều là tôn, được dựng tạm trên những cây cột như thế này đều là rác thải. Nơi đây không chỉ bị ô nhiễm trầm trọng do lượng rác thải trôi nổi trên kênh, bốc mùi hôi thối, mà mỗi khi mùa mưa đến còn gây ngập. Chính vì thế, nhiều hộ dân mong mỏi sẽ sớm được di dời. Muốn đi chứ, thật sự mình muốn đi từ hai mấy năm rồi. Mình nhỏ lớn ở đây mà. Cái dự án này mình nghe là có hơn 20 năm rồi đó. Nhưng mà bây giờ mình mới thấy là bây giờ là quyết liệt làm á. Thật sự mình hy vọng là vậy, tỏ càng sớm càng tốt thôi. Chứ mình chẳng cần là hy vọng là đền bù thỏa đáng gì đâu. Thật sự mình cũng thoải mái vấn đề đó lắm. Mình nên nghĩ là cái đường này nên làm đi. Dơ lắm, không tốt. Con cái học hành nó có không ổn định nữa. Theo đề án này, nhằm đề xuất cho những trường hợp người dân có nhà trên và ven kênh rạch không đủ điều kiện bố trí tái định cư thì được giải quyết cho thuê, mua nhà ở xã hội, tùy khả năng và nhu cầu của người dân. Khi nhà nước thực hiện thu hồi đất để chỉnh trang đô thị, bao gồm những dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách và ngoài ngân sách. Theo kế hoạch giai đoạn 2021-2025, thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu di dời 6.500 căn nhà trên và ven kênh rạch để làm 17 dự án chỉnh trang đô thị. Tuy nhiên, do gặp một số khó khăn, dự kiến chỉ di dời được 4.987 căn, đạt tỷ lệ gần 77%.